cách hướng dẫn mà làm vệ sinh cái cần gạt khi mà nó bị rò rỉ khí. Đây là anh chủ cửa hàng đẹp trai. Tháo bốn ốc ra. Lưu ý là mua cái đồ dạng lục giác này giống như này nha, để cho tháo cho nó khỏi bị tuôn răng và giữ bốn ốc mới. Đấy bạn. Cái này là đầu vô hay đầu ra? Đầu vô. Cái lỗ này. Đầu vô nó sẽ nằm có cái lỗ này nha. Rồi sau khi lau sạch sẽ rồi thì mình gắn lại, có chiếc mới bò vô mà. Có chứ. Em gắn trước rồi tới chiếc sẽ. Sao? Em gắn trước rồi chứ. Mở này có đặc biệt không? Thông tin là khi nào nó qua nó. Mở này mở đặc biệt không? Mở thường. Rồi vậy đó. Mở thường. Mở thường. Ủa ở trên không còn ở dưới ha? Không, ở dưới nó để một chỗ mà. Ở dưới nó không có xây, ở trên thì nó có xây. Chứ mình có tháo ra mình làm thử rồi. Nhớ là cái lỗ này vô như chỗ cấp mà. Cần đó nó có hai cái gờ vô ra luôn. Đúng rồi. Mình nhìn đó là mình biết rồi. Khỏi cần nhớ. Nó phải đúng hướng nó mới vô. Xong, tất cả đã xong.